Tôi và cô vợ Hoa khôi cùng nhau tái sinh về ngày điền nguyện vọng thi đại học. Lần này tôi chọn không học trung trường đại học với cô ấy nữa, chỉ vì kết trước đã kết hôn 30 năm, cho đến ngày tôi bị tai nạn xe hơi, vẫn không thể nghe cô ấy nói một câu em yêu anh. Dù tôi xác chết rồi, vợ tôi cũng không chịu về gặp tôi lần cuối. Tôi đã hối hận. Con gái trước đây của tôi hỏi tôi có lời chăn chối nào muốn để lại cho nó không? Tôi lắc đầu, tự mình nói, nếu có thể quay lại ngày điền nguyện vọng thi đại học. Bố sẽ không bao giờ học cùng trường đại học với mẹ của con nữa. Nói xong tôi nhắm mắt với sự không cam lòng. Có lẽ ông trời thương xót tôi, thật sự cho tôi tái sinh trở về ngày điền nguyện vọng vào đại học. Tôi ngồi trước máy tính, nhìn trang web điền nguyện vọng trên màn hình. Sau nhiều lần xác nhận, cuối cùng tôi cũng chấp nhận sự thật tái sinh. Vì trời cao đã cho tôi một cơ hội nữa. Lần này tôi sẽ không mắc lại sai lầm nữa. Tôi lấy điện thoại ra, tôi nhìn thoáng qua tin nhắn tôi gửi cho cô Mười mấy tin nhắn chỉ đổi lại bốn chữ của cô ấy. Nhìn những tin nhắn này, tôi tự cười bản thân. kết trước tôi và Goey là thành mai trúc mã. Có thể nói từ nhỏ tôi đã thích Goey. Cả ngày xoay quanh cô ấy. Đến khi học cấp 3 thì bắt đầu theo đuổi. Theo đuổi đến khi tốt nghiệp đại học, cô ấy mới đồng ý ở bên tôi. Nhưng cô ấy không tự nguyện. Gia đình tôi và gia đình Goey có quan hệ qua nhiều thế hệ. Bố mẹ Goey đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Vì không ai quản lý công việc kinh doanh của gia đình, nên đã bị người ngoài giòm mó. Cuối cùng, bố mẹ tôi đã giúp ổn định tình hình cho gia đình cô ấy trước khi qua đời ông nội gôi lo lắng về mối quan hệ giữa hai gia đình vì vậy ông ấy đã để gôi kết hôn với tôi để mối quan hệ của hai nhà không suy giảm nhưng khi đó gôi đã có bạn trai vẫn là hát bao của trường nhưng tình hình gia đình khiến cô ấy không còn cách nào chỉ có thể lấy tôi bố mẹ hỏi ý kiến tôi từ nhỏ tôi đã thích cô ấy tự nhiên đồng ý cả hai tay hai chân tôi biết cô ấy trên đời này không còn người thân nào nữa nên sau khi kết hôn tôi tận tình tốt với cô ấy nhưng cô ấy luôn lạnh lùng với tôi ngoài những chuyện hàng ngày cô ấy chưa từng nói với tôi câu nào khác sau đó cô ấy dần tiếp quản công ty gia đình chúng tôi càng nói chuyện ít hơn hơn nữa còn rất đường hoàng mời anh người yêu cũ bị chia tay của cô ấy vào công ty vì chuyện đó tôi đã cãi nhau với cô ấy không biết bao nhiêu lần với người ngoài thậm chí cả người của công ty đối thủ cô ấy đều có thể nở một nụ cười còn với tôi lúc nào cũng là một khuôn mặt lạnh lùng tôi thậm chí còn chưa hẹn hò với cô ấy lần nào nắm tay người yêu của mình đi dạo phố đối với tôi cũng là một điều xa xỉ mỗi lần tôi đề nghị cô ấy nghỉ ngơi một chút đi ra ngoài với tôi để thư giãn không muốn cô ấy mệt mỏi cả ngày cô ấy liền lạnh lùng nói với tôi cố thành anh có trẻ con không vậy? Đều đã lớn thế này rồi. Đầu óc vẫn suốt ngày nghĩ đến chơi bời. Tôi không có thời gian chơi trò gia đình với cậu. Rồi quay lưng lại đi dự tiệc với bạn trai cũ của cô ấy. Theo cô ấy thấy, đây chỉ là cái cớ để tôi hẹn hò với cô ấy. Nếu nói kết trước hành động thân mật nhất của tôi với cô ấy, có lẽ là cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con gái để nhà tôi không bị tuyệt hậu. Nhưng trong mắt cô ấy, đây chỉ là một nhiệm vụ cô ấy hoàn thành. Bảo đáp ân tình của ba mẹ tôi, tôi vẫn nhớ ngay con gái chào đời. Cô ấy đưa con gái cho tôi, khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào và nói với tôi rằng ân tình nhà anh tôi đã trả xong. Bây giờ nghĩ lại, tôi tượng cười nhạo bản thân, yêu cô ấy lâu như vậy chỉ đổi lại một câu đã trả hết rồi. Ân tình nhà tôi đời này không thể trả hết. Duyên. Tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc này mẹ tôi bỗng nhiên bước vào, "Tiểu Thành à, cô y, cô gái đó nói muốn nộp vào đại học tài chính Mado, mặc dù em đã đạt điểm chuẩn của trường này." Nhưng không vượt nhiều lắm, có phải hơi mạo hiểm không? Trước đây anh biết Câu Y không dễ dàng nói với anh, nên anh đã nhờ mẹ dò hỏi giúp anh. Anh lắc đầu nói rằng anh sẽ không đi Ma Đô. Tôi sẽ đến Giang Nam. Mẹ tôi nhìn tôi kinh ngạc. Con nói gì? Đến Giang Nam, con không học cùng trường với Câu Y nữa à? Không phải con với cô ấy. Kết trước, Tôi với Goey đều được nhận vào đại học tài chính Mado, nhưng kiếp này tôi sẽ không đi nữa. Goey sẽ gặp anh ấy ở đó. Sau khi cưới tôi, vẫn còn nhờ đến người đó hàng chục năm và tôi cũng sẽ vào ngôi trường đại học mà tôi đã bỏ lỡ vì Goey. Giang Nam, trường cũ của bố tôi, ông ấy cũng gặp mẹ tôi ở đó. Bố tôi thường nói với tôi, đó là một ngôi trường có thể mang lại tình yêu và hạnh phúc. Tôi muốn đi xem thử, bởi vì kiếp trước tôi đến chết cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác yêu là gì. Kiếp này tôi không muốn sống khổ như vậy nữa. Tôi muốn sống hạnh phúc vui vẻ hơn một chút. Tôi gõ nhanh tên trường vào máy tính và không do dự nhấn xác nhận nhìn hệ thống nhập liệu tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm Cả đời này sẽ không còn liên lạc với y nữa. Sau khi ăn tối xong, tôi nằm trên giường nhìn về máy bay, đột nhiên có người gõ cửa. Tôi tưởng là mẹ tôi, kết quả mở cửa ra thấy là y Cha mẹ y qua đời sớm, ông nội cô ấy bận rộn quản lý công ty của gia đình cô ấy, vì vậy phần lớn thời gian cô ấy sống ở nhà tôi. Sao bạn lại đến đây? y muốn nói nhưng lại thôi, nhìn tôi với vẻ mặt cau có. Một lúc lâu sau, mẹ mới nói với tôi tại sao bạn lại muốn đi Giang Nam? Lại thấy y ở tuổi 19, tôi chỉ hơi nheo mắt lại, dù cô ấy rất xinh đẹp, bất kể ở trường hay ngoài xã hội người theo đuổi vô số nhưng bây giờ đối với cô ấy tôi dường như không còn cảm xúc gì nữa. Kết trước tôi bị tai nạn xe trên đường tìm y Hôm đó cô ấy nói có một buổi tiệc thương mại buổi tối sẽ về rất muộn. Kết quả đến nửa đêm vẫn chưa về. Tôi gọi điện cho cô ấy, cô ấy không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Lo lắng cô ấy gặp chuyện, tôi liền vội vã ra ngoài nhưng trên đường đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Khi được đưa đến bệnh viện chỉ có con gái ở bên cạnh tôi. Con gái đã gọi vô số cuộc gọi cho cô ấy, cô ấy vẫn không nghe máy. Cuối cùng khi tôi gần không thể chịu nổi, con gái lo lắng cho tôi nên đã nói với tôi rằng y đã đi. Đi dự tiệc cùng bạn trai cũ. Khoảnh khắc đó đã luôn là động lực cho tôi. Niềm tin vào việc gặp Goy lần cuối cùng cũng tàn vỡ. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy đau đớn vô cớ. Nhìn lại Goy, ánh mắt tôi trở nên lạnh lùng. Cậu quản tôi đi đâu? Cậu không muốn tôi đăng ký cùng một trường đại học với cậu sao? Tôi làm theo ý cậu. Từ giờ tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Mong rằng bạn cũng đừng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Cô ấy lộ vẻ mặt kinh ngạc. Vừa định mở miệng, nhưng tôi không cho cô ấy cơ hội đó. Trực tiếp đóng cửa một tiếng rầm. Nửa đêm tôi đang ngủ say, ba tôi gọi tôi dậy, kéo tôi vào phòng khách. Gui đang ngồi trên ghế sofa khóc nức nở. Ba tôi giận dữ chất vấn tôi, con đi Giang Nam làm gì? Thế Gui phải làm sao? Để cô ấy một mình đến đại học Ma Đô. Mau đi sửa lại nguyện vọng, cùng Gui đi đến đại học Ma Con không thích cô ấy sao? Có thể để cô ấy một mình ở nơi xa lạ. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Gui, nếu là kết trước, chắc chắn tôi sẽ đau lòng chết đi được chỉ cần có thể làm cô ấy vui dù phải cắt một miếng thịt trên người tôi để nấu canh cho cô ấy uống tôi đều đồng ý nhưng giờ đây trong lòng tôi không còn chút thương cảm nào cho cô ấy tôi chỉ nói lớn tiếng một chút thôi mà mà đã không chịu nổi phải biết rằng kiếp trước giọng điệu cô ấy nói với tôi còn nặng nề hơn tôi vừa rồi rất nhiều nghĩ đến đây ngọn lửa trong lòng tôi cũng bùng lên trực tiếp cãi nhau với bố tôi mẹ tôi nghe thấy tiếng động vội vã đến phòng khách nhưng bà ấy đứng về phía bố tôi cùng nhau chỉ trích tôi dù tôi bị mắng nhưng trong lòng tôi nhiều hơn là thất vọng kiếp trước tôi có xung đột với người khác Goi chưa bao giờ lên tiếng giúp tôi một lời, thậm chí còn nói giúp người khác nói tôi. Lúc đó tôi rất mong Goi đứng bên cạnh tôi. Dù chỉ trợn mắt với đối phương cũng không có, dường như kiếp trước khá thất bại. Đến cả người yêu cũng không đứng về phía mình. Không đúng, đây chỉ là sự si tình của tôi. Trong mắt Goi, có bao giờ coi tôi là người yêu không? Mắt tôi đỏ đến kinh ngạc, khóc nức nở. Hình như tôi luôn là một mình. Bố mẹ thấy tôi có chút không ổn, đến quan tâm tôi. Con ơi, con sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng làm mẹ sợ. Nói với mẹ đi. Tôi lắc đầu chị cảm thấy đầu hơi chóng mặt, gôi thấy tôi đứng không vững cũng đứng dậy, tới định đỡ tôi, tôi lập tức đẩy tay cô ấy ra, đừng chạm vào tôi. nhìn thấy khuôn mặt lạnh ngùng đó, tôi cực kỳ ghét bỏ. sau đó tôi nhìn về phía bố mẹ, giọng nói vô cùng kiên quyết, bố mẹ, đời này con dù có bị cắt đứt cũng sẽ không đi thượng hải, học đại học giang nam, con đã quyết định rồi, và sau này đừng ghép đôi con với gôi nữa, người cô ấy thích chưa bao giờ là con, hơn nữa con cũng không muốn thích cô ấy nữa. gôi nghe những lời này của tôi, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, trợn mắt nhìn tôi. Cô ấy có thể cũng không ngờ, tôi đã nịnh bợ cô ấy hơn 10 năm. Đột nhiên một ngày không nịnh bợ nữa, ai muốn nịnh bợ thì nịnh bợ. Tôi không phục vụ nữa, tôi hừ lạnh một tiếng, quay người về phòng, mang theo hành lý của tôi. Tôi ra đi trong đêm, sau lưng vang lên tiếng bố tôi mắng tôi, còn có tiếng khóc của Gowy. Tôi cười lạnh trong lòng, khóc thì có gì tốt, cô ấy chẳng phải luôn ghét tôi sao. Tôi làm cô ấy thỏa mãn, tôi tự nguyện rời đi chẳng lẽ không tốt sao. Tôi bắt taxi đến ga tàu. Vì tối nay không còn vé máy bay, hôm nay dù phải đi tàu, tôi cũng không muốn gặp lại Gou Yi nữa. Sau khi đến nơi, tôi thuê một phòng cạnh trường đại học dọn dẹp qua loa xong tôi liền đi dạo quanh trường hít thở không khí của trường đại học tôi cảm thấy toàn thân đều khoan khoái ngày đầu tiên không có gâu y làm tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều mấy ngày nay ngoài ngủ và ăn tôi chỉ làm quen với trường học trong thời gian đó tôi đã gặp một chị khóa trên chị khóa trên rất nhiệt tình thỉnh thoảng dẫn tôi đi chơi mời tôi ăn cơm dẫn tôi đi dạo phố trong vòng một tháng ngắn ngủi đã làm tôi cảm nhận được sự ấm áp của giang nam điều này càng làm tôi cảm thấy lựa chọn của tôi trong đời rất đúng đắn rất nhanh giấy báo nhập học đã đến không có gì nghi ngờ tôi đã được nhận vào tôi vui mừng hẹn chị khóa trên đi An. Tôi lấy chiếc xe điện mới mua ra cổng trường đón chị. Chị mang cho tôi một ly trà sữa. Tôi chuẩn bị chở chị đi ăn. Bỗng nhiên chị cười với tôi. Có phải cậu có bạn gái rồi không? Tôi ngẩn ra rồi lắc đầu. Không có đâu. Vẫn ấy từ nhỏ đến giờ. Chị đàn chị chỉ tay về phía bên kia đường. Cô ấy đến rồi. Tôi nhìn theo hướng mà chị chỉ. Cô gái nhỏ đó đã đứng nhìn bạn rất lâu rồi. Nhìn ánh mắt của cô ấy dường như quen biết bạn. Nhìn thấy người đến, mặt tôi lập tức đen lại bởi vì cô ấy chính là go bạn đến đây làm gì giọng tôi không được tốt lắm go liếc nhìn đàn chị một cái vẻ mặt có chút phức tạp nói với tôi rằng cô ấy đến xem tôi sợ cậu không quen khí hậu mang cho cậu một ít đồ ăn quê nhà nói xong cô ấy đưa hộp cơm giữ nhiệt cho tôi tôi đầu tiên sững sờ sau đó không khỏi cười lạnh thật là hoang đường Miệng lạnh dưới 18 độ của cô ấy có thể nói ra lời quan tâm tôi Con nói không phải bạn gái của bạn lại đến tận đây thăm bạn Tôi lắc đầu Cô ấy thật sự không phải bạn gái tôi Chỉ là một người bạn bình thường lớn lên cùng tôi ấy sững sờ khi nghe thấy điều đó. Hộp cơm trong tay cô ấy rơi xuống đất. Tôi không quan tâm đến cô ấy, mà nói với chị khóa trên rằng đi thôi, đi ăn cơm thôi. Vừa chuẩn bị rời đi cùng chị khóa trên, ấy đột nhiên kéo tay tôi, kéo tôi sang phía khác. Bạn làm gì vậy? Tôi giật mạnh tay cô ấy ra, cô ấy ngã xuống đất. Từ nét mặt có thể thấy, đau là điều chắc chắn, nhưng cô ấy không nói gì, đứng dậy và lại nắm lấy tôi, không biết sức mạnh từ đâu, cưng rắn kéo tôi đến dưới một gốc cây, tôi lại hất cô ấy ra, nói một cách bực bội, Cô y, điều lần trước tôi nói chưa đủ rõ sao? Tôi sẽ không bám theo cậu nữa đâu. Cậu có thể yên tâm mà lên Thượng Hải học đại học. Còn tìm tôi làm gì? Cô đỏ mắt nhìn tôi, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Cố thành kiết trước anh rõ ràng không phải như thế này. Kiếp này tại sao anh lại đối xử với em như vậy?